Dạ, xin chào toàn thể các anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê. Hôm nay em Sinh sẽ đi review cho anh chị mình xem một cái thửa đất vườn với tổng diện tích là 610 m², đã có sẵn 100 m thổ cư nằm ngay trên mặt tiền này luôn nha anh chị. Lô đất của mình á thì có kích thước cũng rất là đẹp nhé. Ngang bán mặt tiền đường này là được 16 m và dài sâu vào á là 38 m. Vị trí đất á thì tọa lạc ngay xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Và lô đất của mình thì nằm ngay trên trục đường thông, đường trước nhà rộng cỡ khoảng là 6 mét lọt lòng và hai bên vỉa hè mỗi bên 1 mét nữa. Thì cái đường của mình á, là rộng 8 mét nha anh chị. Đất á, thì nằm ngay trong khu dân cư. Hiện tại thì hàng xóm xung quanh đã về đây ở cũng tương đối khá là đông rồi nha anh chị. Đây, lô đất của mình á, thì nó nằm sát bên nhà hàng xóm ha. Kích thước của nó thì rất là đẹp nha anh chị. Ngang 16 mét thì nó giáp ranh với lại cái chủ nhà của nhà hàng xóm chị nhé. Sát nhà hàng xóm luôn. Chạy qua bên này 16 mét chiều ngang thì nó ra vào tầm cỡ cái khúc này nha anh chị. Dài sâu vào á, là 38 mét, hậu sau của nó cũng là 18 mét luôn. Kích thước vuông vắn đẹp. Đó. Rồi, bây giờ em Sinh sẽ tiến sâu vào cái vị trí lô đất, em Sinh quay cái thế đất cho anh chị mình xem nhé. Thì đây, hiện tại thì chủ người ta đã rào lấy B40 rồi, cho nên là em Sinh không có vào trong, em Sinh quay chi tiết cho anh chị được. Mà em chỉ có đứng ở ngoài này rồi em quay vào trong như thế này cho anh chị mình theo dõi thôi nhé. Thì cái đất của mình, cái thế đất nó cũng tương đối rất là cao và bằng phẳng anh chị nhé. Cũng tương đối rất là cao, nó cũng ngang ngửa với mặt tiền đường luôn. Vị trí ở đây á, thì hàng xóm xung quanh người ta đã làm cái hệ thống thoát nước như thế này rồi đó anh chị. Mình về đây á, là mình không có phải làm cái hệ thống thoát nước nữa nhé. Cái này thì nó đã có sẵn rồi. Điện lưới quốc gia, internet là vào tận nơi. Ở đây á, là có điện ba pha luôn anh chị. Điện ba pha vào tận đất. Vị trí đất á, thì anh chị mình di chuyển ra ngay chỗ ngã tư Vĩnh Tân, ngay chỗ đường tỉnh lộ DT767 á, thì nó rơi vào là 2 km. Thì những cái tiện ích sống xung quanh chợ trường như là Ủy ban xã Vĩnh Tân này, Công an xã Vĩnh Tân, nhà thờ Thạch An, giáo xứ Thạch An, trường học các cấp từ hệ mầm non cho tới hệ cấp 2 thì nó cách vị trí lô đất của mình nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 2 cho tới 3 km thôi. Đó, hàng xóm xung quanh của mình ở rất là đông rồi. Và những cái tiện ích sống xung quanh trong khu vực thì cũng gần đường á, thì đường thông và đường này á là anh chị mình di chuyển ra đường tỉnh lộ DT768 anh chị nhé. Đường thì xe hơi xe tải ra vô thoải mái. Vị trí đất á, thì nằm ngay trong khu dân cư, đất của thổ cư, xây nhà vườn thì bao đẹp luôn. Kích thước thì em Sinh thấy nó cũng khá là đẹp. Ngang bán mặt tiền đường nhựa là 16 m, dài sâu vào là 38 m. Vị trí này á, thì chủ đang mong muốn bán với mức giá là 1,5 tỷ. Thì anh chị nào mà xem cái vị trí này của em Sinh á, mà mình ưng thì mình cứ đi xem thực tế, sau đó thì em Sinh sẽ dẫn anh chị mình gặp chủ, mình có thể thương lượng thêm một chút đỉnh rồi nhé. Và cái lô đất của mình á, là quay về hướng này anh chị nhé, quay về hướng này á, là hướng đông hơi trách bắc anh chị nhé. Đó. Lô đất của mình á, thì cách ngã ba Trị An ngay chỗ quốc lộ 1A là chỉ rơi vào tầm khoảng là 16 km thôi, và cách thành phố Biên Hòa thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng là 22 km. Thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó ra vào tầm cỡ khoảng là 45 km, chỉ có tầm khoảng là trên dưới 1 tiếng đi xe thôi nha anh chị. Rất là thích hợp cho anh chị nào có nhu cầu mình mua về đây để mình làm nhà vườn hoặc là mình an cư lạc nghiệp ở ngay tại cái vị trí này nhé. Thì anh chị nào mà quan tâm tới cái lô đất này hãy liên hệ trực tiếp cho em Sinh theo cái số điện thoại là 0985 747 863. Em Sinh sẽ dẫn anh chị mình đi xem thực tế nhé. Bây giờ thì em sẽ bay một khúc flycam ở trên cao để anh chị mình quan sát được tổng quát xung quanh khu vực đất và nhà ở đây nhé. Dạ, đây là cái vị trí lô đất nhìn từ hình ảnh video flycam ở trên cao nha anh chị. Lô đất của mình thì tương đối là vuông vức và đẹp, ngang 16 m, dài sâu vào 38 m, nằm ngay trên trục đường nhựa phía trước nhà là rộng 8 m và đường thì toàn bộ là đường thông, đường xe hơi xe tải ra vô thoải mái nha anh chị. Vị trí ở đây thì xung quanh hàng xóm cũng ở khá là đông người nha anh chị. Em Sinh đang quay một vòng xung quanh cái vị trí đất cho anh chị mình theo dõi ha. Thì cái lô đất này á, anh chị mình có thể phân ra được 3 nền nha anh chị. Sau này mà có con cái thì mình có thể cho mỗi đứa một nền ha. Với cái giá trị hiện tại thì em Sinh thấy nó khá là rẻ. Thì nếu mà chia ra thì chỉ cần ngang 6 m, dài sâu vào 38 m thôi, mà có 100 m thổ cư nữa thì anh chị mình cũng đã mua hết là 1 tỷ rồi. Vậy thì hai cái nền còn lại ngang 10 m, dài sâu vào á, là 38 m, chỉ còn 500 triệu thôi. Khi mà cái vị trí lô đất của mình nó quy hoạch phủ hồng được một cái nữa là mình chuyển mục đích lên thổ cư thì cái vị trí này khá là rẻ nha anh chị. Em Sinh thấy là anh chị nào mà có tiền mua vào cái thời điểm này thì khá là ok. Vị trí đất của mình mà đi ra ngay chỗ đường nhựa lớn, đường tỉnh lộ DT767 á,
thì nó chỉ hết tầm khoảng là 2 km thôi, và ngay đầu đường là những tiện ích sống xung quanh khu vực là đầy đủ. Anh chị nào mà quan tâm tới cái lô đất này, muốn mua về đây để an cư lạc nghiệp, hoặc mình mua làm nhà vườn, hoặc là để dành sau này cho con cái á, thì mình cùng em Sinh đi theo dõi cái file quy hoạch và cái vị trí map nhé. Dạ, đây là cái file quy hoạch của cái lô đất vườn mà hiện tại em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem nhé. Đất của mình thì thuộc tờ 8 thửa 601 với tổng diện tích là 610m2. Vị trí lô đất này thì đã có sẵn là 100m thổ cư, phần còn lại là đất trồng cây hàng năm khác. Trên file quy hoạch thì cái vị trí lô đất của mình là quy hoạch đất màu trồng cây lâu năm. Và đất thì nằm ngay trong khu dân cư hiện hữu, ngang bám mặt tiền đường nhựa phía trước 16m, dài sâu vào là 38m2 nha anh chị. Cái vị trí lô đất của mình trên file quy hoạch thì đường hiện tại của nó bây giờ là đường 8m, và trên file quy hoạch thì đường mở rộng. Sau này đường mở rộng là người ta sẽ lấy vào là 198,5m đất đường giao thông đây nha anh chị. Thì cái phần mà đường mở rộng người ta sẽ lấy vào tương đương nó sẽ rơi vào tầm cỡ khoảng là 10m chiều sâu anh chị nhé. Tầm khoảng 8-10m chiều sâu. Thì cái đường sau này sẽ rất là rộng, nó phải rơi vào tầm cỡ khoảng là gần 30m đường phía trước anh chị nhé. Mà đất của mình á, nằm ngay trên mặt tiền đường càng rộng thì giá trị lô đất của mình càng cao. Đó. Với lại cái đất của mình nó cũng có chiều dài 38m chiều dài, cho nên sau này thí dụ mà trường hợp đường mà có mở rộng có lấy vào tầm cỡ khoảng 10m thì đất của mình nó vẫn đang còn là sâu 28m, cho nên là khá là ok. Còn trường hợp mà nhà nước mà lấy vào thì nhà nước sẽ đền bù cho mình thôi. Đó. Lô đất của mình thì có một cái điểm hạn chế duy nhất em Sinh thấy, đó là nó có cái đối đường của nhà hàng xóm này, đi vào thì nó sẽ đâm vào cái lô đất của mình nhé. Nhưng mà trên file thì em Sinh thấy là chỉ đi vào một cái hộ này thôi, cho nên là anh chị mình cũng không có ngại nhé. Anh chị cùng em Sinh quan sát trên màn hình nhé. Thì đây là cái vị trí trên map của cái lô đất mà hiện tại em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem. Đất của mình thì nằm ngay trên trục đường nhựa rộng 8m và đường thông. Từ vị trí đất mà đi ra ngay chỗ trung tâm của xã Vĩnh Tân thì nó chỉ hết là 2,2km ở đây thôi nha anh chị. Đó, đúng 2,2km ha. Khi mà di chuyển ra ngay chỗ trung tâm của xã thì có rất là nhiều tiện ích sống nhé. Sát gần kế bên cái lô đất của mình thì đây là nhà văn hóa ấp 5 nha anh chị. Rất gần những cái cơ sở sản xuất, những cái công ty xí nghiệp ở đây nha anh chị. Cách lô đất của mình chỉ tầm khoảng là 2-3km thôi là công ăn việc làm đã rất là thuận tiện rồi nha anh chị. Và khi anh chị mình mà di chuyển ra ngay chỗ ngã tư Vĩnh Tân ở đây á, là tiện ích sống xung quanh chợ trường đầy đủ nhé. Ngay đầu hẻm là Ủy ban xã Vĩnh Tân, đối diện bên đây đường là Công an xã Vĩnh Tân. Còn cái chỗ này là bưu điện của xã. Còn chợ Vĩnh Tân là người ta họp buổi sáng ở đây nha anh chị. Bách Hoa Xanh thì nằm đối diện bên này đường luôn. Đó, nằm cũng rất là gần trường tiểu học Vĩnh Tân và trường mầm non Vĩnh Tân ở đây nha anh chị. Cách cái vị trí lô đất của mình nó chỉ rơi vào tầm cỡ khoảng là 2,5-3km là đầy đủ ha. Vị trí này thì nó cũng nằm rất là gần nhà thờ giáo xứ Thịnh An, rất là phù hợp cho những anh chị nào mà ở bên công giáo, mình đi lễ, đi nhà thờ thì nó cũng tương đối rất là gần. Rồi, bây giờ thì em Sinh sẽ đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí lô đất mà anh chị mình di chuyển ra ngay chỗ quốc lộ 1A, ngay chỗ ngã ba chị An ở đây nhé. Đây. Em Sinh đo trên map cho anh chị mình xem từ vị trí lô đất của mình mà ra ngay chỗ ngã ba chị An, quốc lộ 1A ở đây là 15km nha anh chị. Đó. Thời gian mình di chuyển thì tầm khoảng là nửa tiếng đồng hồ thôi, rất là gần nhé. Và anh chị mình ra khu công nghiệp Sông Mây ở đây mình đi làm thì nó cũng chỉ hết tầm khoảng là 13km thôi. Anh chị mình đi thì tầm khoảng là 20-30 phút thôi là mình tới nơi rồi ha. Nói chung cái khoảng cách nó cũng không quá xa mà nó cũng không quá gần. Vị trí này thì anh chị mình có thể đi làm được nhé. Rồi, bây giờ em Sinh sẽ đo cho anh chị mình từ vị trí lô đất mà lên trên những cái thành phố lớn nhé. Ở đây thì em Sinh chọn là thành phố Biên Hòa, ngay điểm đến là công viên 30 tháng 4. Thì cái khoảng cách đi lại của nó là 22km nha anh chị. Thời gian mình di chuyển thì tầm khoảng là hơn nửa tiếng đồng hồ thôi. Và mình di chuyển theo hướng quốc lộ 1A, mình xuống nhé. Đó, rồi. Bây giờ em Sinh sẽ đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí đất mà đi lên trên thành phố Hồ Chí Minh, ngay cái điểm đến là công viên văn hóa Suối Tiên. Thì cái khoảng cách của nó là 38km nha anh chị. Thời gian anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng hơn một tiếng đồng hồ thôi nhé. Anh chị mình cứ di chuyển theo hướng quốc lộ 1A mình xuống tới ngã ba chị An là mình rẽ trái vào ha. Và mình chạy thẳng một lèo tới ngã tư Vĩnh Tân,
mình rẽ trái vào một cái nữa là chạy vào lô đất của mình luôn rồi. Rất là dễ tìm anh chị nhé. Đó. Anh chị nào mà quan tâm tới cái lô đất vườn này, muốn mua về đây để an cư lạc nghiệp, để nghỉ dưỡng, để đầu tư, để dành thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Sinh nhé. Theo cái số điện thoại là 0985747863 thì em Sinh sẽ dẫn anh chị mình đi xem đất thực tế nhé. Em xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi hết video. Em xin chào ạ.